Xin chào các bác nhá. Nay thì em lại đi bẫy bìm bịp các bạn. Ở ngay trên cái mỏm đồi đằng trước này thì có một đôi này. Phía đằng ngoài xa xa ngoài kia có một đôi này. Và có một đôi thì nó ở đối diện trên này luôn các bạn. Đó. Đấy là nãy xe máy thì em có để ở đằng trên kia. Nói chung là lúc đầu thì em có gáy ở kia các bạn. Thì nghe ở đây thì có một đôi xuống lên đây thì có một đôi ngoài kia. Đôi trên kia thì nó cũng gáy theo nữa. Cho nên là mình biết ở đây là có ba đôi rồi. Bây giờ thì sẽ lên cái đôi đầu tiên này để đánh trước nhé các bác nhé. Các bác theo dõi cùng em xem có bẫy được cái con đầu tiên này hay không. Dính rồi nha các bác nha. Con này thì dính ngay cạnh bờ suối luôn các bạn. Nó ở ngay cái bãi kiếm ăn, ngay cái bãi ruộng ở ngay đằng trên này này. Thì em bẫy ngay cạnh suối luôn nha các bác nha. Đấy. À. Con này thì không già cho lắm các bạn. Cái lúc mà em nhử nó thì con này rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 phút thì nó mới về nha các bác nha. Còn ở trong video thì em cắt nó thành cái đoạn ngắn đi thôi. Còn chính xác của nó ra khoảng 6 đến 7 phút thì nó mới về đến cái chỗ bẫy của mình. Em vừa mới di chuyển lên đến khu vực phía đằng trên này nha các bác nhá. Bìm bịp thì nó ở ngay phía đằng dưới này này. Thì em nói chung là em chọn cái điểm bẫy nói chung là quang thoáng các bạn. Ở ngay trong cái bãi quang này luôn này. Thì em sẽ đặt bẫy ở ngay khu vực này nha các bác nhá. Khi mà nó lên ấy, nói chung là nó lên theo cái hướng từ dưới lên. Nói chung là cái chỗ này nó thoáng ấy, nó dễ nhìn ấy thì nó sẽ phát hiện ra mồi thì nó sẽ vào nhanh hơn nha các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ đặt luôn ở đây nhá. Rồi. Con này cũng là con chim non của năm ngoái đây các bạn. Đấy. Rất là béo luôn nha các bác nhá. Con này là con thứ hai rồi. Nãy thì được con đầu tiên cũng là con chim năm ngoái, con này cũng thế nha các bác nhá. Đây này các bác có thể nhìn cận cảnh hơn này, cái màu lông này với lại mắt của nó này. Đó. Cũng khá là to các bạn. Thời tiết lúc này thì đang có mưa xuống rồi, nói chung là mưa nhỏ thôi, nói chung là đi bẫy bìm bịp thì vẫn đi được nha các bác nhá. Ngay khu vực này thì có một đôi bìm bịp. Nó vừa mới đuổi nhau ở đây này, nó lên ngay cái phía đằng trên này này. Bây giờ thì em sẽ nói chung là sẽ di chuyển theo cái con đường này.
Mình đánh ở trên cao ấy các bạn. Nói chung là đánh cao hơn nó thì nó hay về hơn nhé. Đằng góc trong kia cũng có một con lè kìa các bác kìa. Ấy, khoảng cách hơi xa. Dính rồi nhá các bác nhá. Ôi trời ơi, con này được con già các bác. Con này được con chim già rồi. Rồi, mắt đỏ ngầu này các bác này. Đó. Nói chung là cái chỗ này nấp nó khó quá cho nên là em nấp không nhìn thấy bẫy nhá các bác nhá. Cho nên là không biết nó về lúc nào luôn. Tại vì con này về nó không động đậy gì cho nên là rất khó để phát hiện ra nó. Ui, con này to lắm các bác. Phê luôn. Rồi. Em gỡ nó ra nhá các bác nhá. Con thứ 3 rồi. Được hai con non và con này con già. Ôi, cắm cóc lệch quá các bạn. Nhưng mà may vẫn được nó đấy. Con cóc bị mổ. Nói chung là con cóc chết mất rồi các bạn. Ôi, con thứ 4 nha các bác nhá. Nói chung là bây giờ bước vào thời điểm cuối chiều rồi. Nó về từ cái hướng đằng kia kìa. Nói chung là cái chỗ cắm cóc ấy, em cắm nó lệch qua bên kia quá. Cho nên là nó vào nó mổ một lúc thì mới được nha các bác nhá. Cũng may mắn là còn được đấy.
Vừa bẫy được xong các bạn, vừa bẫy được xong thì cũng có người đi đi qua luôn. Con này thì em bẫy ngay tại đây luôn nha các bác nhá. Tại vì mình đánh vội ấy, nó ở ngay phía đằng dưới này này. Thì đây là có một cái con đường xe máy đi lại cũng khá là nhiều, nhưng mà em tranh thủ đánh nó chỉ mất tầm khoảng 3 phút thôi. 3 phút thì con này nó đã về. May quá nó vào ăn các bạn. Cho nên là lấy được nó. Đường này thì cũng có khá là nhiều người đi lại nha, rất là may mắn rồi. Con này là con thứ tư trong ngày nhá. Đấy, bây giờ bước vào thời điểm cuối chiều rồi, có lẽ là em cũng di chuyển về luôn thôi.